kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Địa phương trên đường phát triển. Thưa quý vị, huyện Côn Đảo là điểm đến cuối cùng của kỳ phát sóng cuối tháng 6. Và chủ đề ghi nhận tại Côn Đảo lần này là đảm bảo an sinh xã hội, nền tảng cho sự phát triển bền vững. Trong tiến trình xây dựng phát triển, huyện Côn Đảo luôn dành nhiều quan tâm đến các chính sách an sinh xã hội, thông qua việc chăm lo cho đối tượng có công, bảo trợ xã hội, người nghèo. Đặc biệt, việc nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân là mục tiêu quan trọng của chính sách an sinh xã hội. Vậy đến nay, chính sách an sinh xã hội tại Côn Đảo đã và đang phát huy hiệu quả thế nào, tác động ra sao đối với tiến trình xây dựng phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn? Mời quý vị theo dõi. Song song với các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, huyện Côn Đảo rất chú trọng triển khai các chính sách an sinh xã hội, mà cụ thể là chăm lo cho gia đình có công, các đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo. Việc chăm lo thân nhân liệt sĩ, thương bệnh binh, những người có công với cách mạng, tính từ năm 2015 đến nay được cụ thể hóa bằng thành quả. 8 gia đình được hỗ trợ sửa chữa nhà với số tiền hơn 136 triệu đồng, hơn 1.900 lượt gia đình cá nhân được tặng quà vào mỗi dịp lễ Tết với trị giá trên 1,8 tỷ đồng, 20 cá nhân được hỗ trợ kinh phí chữa bệnh, kinh phí trên 70 triệu đồng. Tất cả con em gia đình có công với cách mạng đều được trợ cấp ưu đãi giáo dục như miễn giảm học phí, tặng học bổng với số tiền hơn 65 triệu đồng. Những mẹ liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng được phụng dưỡng chu đáo. Đến nay, đời sống của gia đình người có công với cách mạng tại huyện Côn Đảo đều có mức sống từ trung bình trở lên. Chính quyền địa phương thì rất quan tâm cho những gia đình chính sách của chúng tôi. Vinh hạnh nhất là được gia đình tôi là được tỉnh ủy thăm và tặng quà hôm nay, rất là phấn khởi. Tạo điều kiện, cơ hội việc làm cho người nghèo là sự chăm lo thiết thực hiệu quả nhất với những hộ nghèo. 5 năm qua, trên địa bàn huyện Côn Đảo có 1.516 lao động được giải quyết việc làm, vượt 16% chỉ tiêu đặt ra trong nghị quyết Đảng bộ huyện Côn Đảo nhiệm kỳ 2015-2020. Người lao động được giải quyết việc làm qua hai hình thức: hỗ trợ vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội và giới thiệu vào các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch. Riêng hỗ trợ bằng vốn được sự tín nhiệm của các tổ chức đoàn thể, những hộ nghèo được Ngân hàng Chính sách Xã hội cho vay ưu đãi để đầu tư vào sản xuất kinh doanh trên 36 tỷ đồng. Thưa quý vị, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội tại Côn Đảo gắn liền với triển khai thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo. Xóa đói giảm nghèo cũng không chỉ dựa vào chính sách nguồn lực của nhà nước, các cấp ngành chức năng của huyện còn huy động mọi nguồn lực xã hội để trợ giúp người nghèo vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo và có đời sống ổn định. Gia đình chị Lê Thị Sĩ và anh Hái Văn Kiếm ở khu dân cư số 3 huyện Côn Đảo vốn không có nghề nghiệp ổn định, con gái lại thường xuyên đau bệnh nên cuộc sống của gia đình rất khó khăn. Năm 2015, từ nguồn vốn 18 triệu đồng vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, anh chị đã đầu tư vào chăn nuôi bò, gà, vịt và vườn rau. Đến năm 2016, gia đình chị Sĩ, anh Kiếm tiếp tục được chính quyền địa phương hỗ trợ 60 triệu đồng xây nhà đại đoàn kết. An cư, lại thêm chăm chỉ làm ăn, gia đình anh chị từng bước thoát nghèo. Cảm ơn chính quyền nhà nước Côn Đảo đã hỗ trợ cho tôi cái nhà, chăn nuôi gà vịt, rồi trồng rau muống rau đồ các thứ để vươn lên cuộc sống, để gia đình tốt hơn. Tôi làm đơn để thoát nghèo, nhường những cho hộ khác để cho hộ khác khó khăn hơn tôi. Anh Nguyễn Văn Diệu, quân nhân chuyên nghiệp, công tác tại Đại đội Pháo binh 8, Ban Chỉ huy quân sự huyện Côn Đảo. Vợ anh không có việc làm ổn định, nên cả gia đình 4 người chỉ dựa vào đồng lương bộ đội. Vì vậy, sống ở đảo hơn chục năm mà gia đình anh Diệu vẫn chưa có mái nhà riêng. Đầu năm 2019, anh Diệu, chị Nhanh được trao tặng mái ấm tình thương do Mặt trận Tổ quốc huyện Côn Đảo vận động Hội nữ doanh nhân tỉnh Bình Dương tài trợ xây dựng trên 100 triệu đồng. Được cái nhà thì gia đình rất là ổn định về cái chỗ ở, cho nên là có cái chỗ che nắng che mưa, và người ta thường nói là an cư lạc nghiệp, thì cho nên là nhờ có gia đình thì vợ chồng có nơi ở ổn định và cái
con cái thì có cái chỗ nương tựa cũng như là ổn định rất nhiều, cũng gia đình cũng rất vui mừng. Các chính sách và giải pháp xóa đói giảm nghèo được triển khai đồng bộ trên nhiều phương diện, hỗ trợ về vốn, tạo việc làm, tạo nơi ăn chốn ở, hỗ trợ về học tập cho con trẻ, hỗ trợ khám chữa bệnh, hỗ trợ trang thiết bị sinh hoạt thiết yếu. Năm năm qua, 7 căn nhà đại đoàn kết mái ấm công đoàn với chi phí xây dựng hơn 700 triệu đồng được trao cho hộ nghèo. Hai gia đình khó khăn cũng được các tổ chức cá nhân hảo tâm tài trợ 145 triệu đồng xây sửa chữa nhà. Hàng trăm lượt hộ nghèo được tặng quà, tặng thẻ bảo hiểm y tế, tặng vật dụng sinh hoạt với trị giá gần 200 triệu đồng. Năm 2016, Côn Đảo có 1,3% hộ nghèo xét theo tiêu chí đa chiều. Thì đến năm 2018, trên địa bàn huyện không còn hộ nghèo chuẩn tỉnh và cả chuẩn quốc gia. Phòng Nội vụ Lao động Xã hội của huyện cũng sẽ tiếp tục tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện là làm các cấp thực hiện tốt chính sách an sinh trên địa bàn huyện, đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chính sách pháp luật về các chính sách an sinh, thực hiện huy động cái công tác xã hội hóa để góp phần chăm lo cái đời sống vật chất tinh thần cho người dân, về công tác giải quyết việc làm, đào tạo nghề lao động nông thôn, rồi về các chính sách về y tế, tiền điện, tiền nước, về nhà ở. Thưa quý vị, triển khai an sinh xã hội mà trước hết là xóa đói giảm nghèo, huyện Côn Đảo đã về đích trước lộ trình. Ở nhiệm kỳ mới sắp tới, bên cạnh việc phát huy bền vững những kết quả đạt được, Đảng bộ chính quyền huyện Côn Đảo tiếp tục đẩy mạnh an sinh xã hội theo hướng nâng cao mức sống, chất lượng cuộc sống cho người dân. Đến đây chương trình Địa phương trên đường phát triển xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.